tại tỉnh tiền giang tuy dịch bệnh cơ bản được kiểm soát nhưng sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội đã để lại hệ lụy không nhỏ cho bà con nhân dân trong cuộc sống sinh hoạt nhất là những người có thu nhập thấp Thấy được sự khó khăn của người dân trong hoàn cảnh hiện tại, Thượng tọa Thích Trung Chánh, Ủy viên Thường trực Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã kết hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành và nhà tài trợ Công ty Vạn Đức Tiền Giang thống nhất kế hoạch lần lượt sẽ phát 3.200 phần quà cho bà con gặp khó khăn trên 11 xã trong địa bàn huyện Châu Thành. Tổng kinh phí chương trình là 960 triệu đồng. Từ ngày 21 đến ngày 27 tháng 11 năm 2021, Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành đã trao 3.200 phần quà đến bà con nhân dân 11 xã, là xã Bàn Long, xã Đông Hòa, Sông Thuận, Phú Phong, Nhị Bình, Long Định, Điềm Hy, Tấn Lý Đông và Tấn Lý Tây, xã Thân Cửu Nghĩa và xã Tam Hiệp. Ngoài ra, Thượng tọa Thích Trung Chánh còn dành tặng 150 phần quà cho quý Phật tử công quả tại các chùa Nhân Đức, Long Tường và Phước Lâm mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Tham gia cùng chương trình trao tặng quà lần này có Hòa Thượng Thích Chân An, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Đại đức Thích Lệ Huệ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban kiểm soát Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành, Đại đức Thích Minh Ngộ, Ủy viên Thường trực, Trưởng Ban pháp chế Ban trị sự Phật giáo huyện Châu Thành, trụ trì Chùa Phước Hòa, Đại đức Thích Long Thọ, trụ trì Chùa Bửu Linh, cùng Chư Tôn Đức trụ trì một số tự viện trong huyện. Ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến thực phẩm xuất khẩu Vạn Đức Tiền Giang. Chương trình còn được sự hỗ trợ tích cực của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Châu Thành cũng như chính quyền địa phương. Đáp lại tấm lòng của đoàn, đại diện chính quyền các nơi cũng có giấy khen đến nhà tài trợ và cảm tạ đến Chư Tôn Đức trong quan trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Châu Thành. Qua đó cũng báo cáo sơ lược tình hình dịch bệnh tại địa phương từ thời điểm bùng phát dịch bệnh lần thứ tư cho đến hôm nay. Mỗi điểm trao tặng quà đều thực hiện nghiêm đúng 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 5K khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế để giữ an toàn chung trong đại dịch Covid-19.